Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu cách kiểm tra cũng như là thao tác lỗ thoát sàn tại tòa nhà Bắc Ninh chúng ta đang làm việc. Để kiểm tra cũng như là thông lỗ thoát sàn, tôi cần những dụng cụ như là dây lò xo thông thoát nước. Để thao tác lỗ thoát sàn, việc đầu tiên chúng ta làm là kiểm tra lỗ thoát sàn có hoạt động tốt hay không. Như chúng ta thấy, việc ở đây lỗ thoát sàn thoát không tốt. Bước 1, ta mở nắp thoát sàn ra. Sau khi tôi nhận thấy lỗ thoát sàn thoát không tốt, tôi sẽ rút dây lò xo ước tính làm sao cho dây lò xo tới con thỏ. Và tôi đã ước tính được dây lò xo tới con thỏ và tôi sẽ thực hiện bước thao tác lỗ thoát sàn. Sau khi tôi đưa dây lò xo xuống đạt mức tới con thỏ hoặc rác, tôi sẽ tiến hành quay để thông tắc. Như các bạn đã thấy, sau khi tôi đã thông tắc xong, tôi sẽ mở nước kiểm tra coi lỗ thoát sàn có thoát tốt hay không. Như các bạn đã thấy, lỗ thoát sàn đã thoát tốt. Như vậy tôi đã thực hiện xong các bước kiểm tra cũng như là thông tắc lỗ thoát sàn. Clip ở trên tôi đã giới thiệu cho các bạn cách kiểm tra cũng như các bước thông tắc lỗ thoát sàn và tòa nhà Bắc Ninh nơi tôi đang làm việc. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.